trời ơi, Minh Châu làm gì vừa đi vừa chat hay sao vậy? Coi chừng có ngày u đầu quá nghe. Dạ không có, em đang check mail khán giả gửi cho chương trình. Khán giả gửi nhiều mail cho chương trình lắm cô. Mail đâu. Nghe đây nè, anh mà khoan đã, phải chào khán giả đã. Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả của Thảo biết không, nhìn nào Minh Châu cũng nhận được nhiều mail hết á. Hôm nay chia cho cô Thảo một cái mail này hay lắm nè. Để cô coi thử coi mail của vị khán giả này viết như sau. Tôi rất thích món ăn Hàn Quốc, nhất là món kim chi. Dạ. Nhưng khi kết hợp với các món ăn khác thì kim chi hoặc các món nấu sẽ bị mất đi hương vị ban đầu. Vì vậy rất mong chương trình tư vấn một món ngon với kim chi mà vẫn giữ hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Cô Thảo thấy sao? Kim chi bây giờ thì phổ biến lắm nha, mà cũng nhiều người thích nữa. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và đặc biệt là với vị khán giả mà vừa mới gửi mail cho chương trình đó, một món ngon được chế biến từ kim chi và có sự kết hợp với lại thịt bò nữa. Đó là món canh kim chi thịt bò. Để thực hiện món canh kim chi thịt bò thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 300 gram kim chi nguyên cây, 300 gram thịt bắp bò, một ít nấm đông cô khô ngâm nở, 2 cọng qua rô, 1 trái ớt sừng, 5 tép tỏi. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các gia vị thông thường và một nguyên liệu giúp cho hương vị món ăn thêm phần thơm ngon, đó là hạt nêm nước hầm xương Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện nguyên liệu chính, đó là chúng ta sử dụng thịt bắp bò. Những cái miếng thịt bò khi chúng ta cắt ra đó có bề ngang khoảng chừng 3 cm thôi là vừa. Đây, xong rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê tiêu để cho tăng thêm cái hương thơm nè. Lúc đầu chúng ta chuẩn bị là 5 tép tỏi. Khác với là những cái món ăn khác thì quý vị khán giả cần lưu ý là mình sẽ không băm nhỏ cái phần tỏi này ra. Dạ. Mà đối với món canh thịt bò kim chi này chúng ta chỉ đập dập ra thôi. Có phải là để mình sẽ ăn được trọn vẹn cái miếng tỏi không cô? Chính xác rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu kế tiếp, đó là nấm đông cô. Nấm đông cô thì quý vị khán giả sẽ mua nấm đông cô khô và chúng ta sẽ ngâm nở đi. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto và chúng ta trộn đều cái phần nấm này lên. Cô ơi, em thấy nãy giờ nguyên liệu nào cô cũng ướp với Ajinomoto hết trơn á. Minh Châu và quý vị khán giả biết không, nếu mà chúng ta sử dụng hạt nêm Ajinomoto để chúng ta ướp vào những cái nguyên liệu này đó sẽ giúp cho các nguyên liệu giữ nguyên được hương vị ban đầu. Wow, đây chính là cái kinh nghiệm của cô Thảo đúng không? Em xong rồi, em để đây nha cô. Cảm ơn Minh Châu. Qua rô thì chúng ta rửa sạch đi và quý vị khán giả sẽ cắt lát mỏng. Đập dập cái trái ớt ra và cắt đôi thế này. Dạ. Để luôn vào đây. Cuối cùng là phần kim chi. Kim chi khi mà chúng ta mua về, quý vị khán giả sẽ lấy phần nước chúng ta để riêng. Kim chi còn nguyên cây như thế này thì chúng ta sẽ cắt khúc khoảng chừng 5 cm. Dạ, cắt như vậy lúc mình ăn là vừa ăn cô ha. Đúng rồi. Bây giờ tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè. Thịt bò cũng đã ướp gia vị, đây là nguyên liệu chính mà chúng ta cần phải nấu rất là lâu. Để tận dụng thời gian thì chúng ta sẽ nấu trong một cái nồi áp suất và tôi cũng đã chuẩn bị một cái nồi áp suất. Mở nắp ra giúp cho cô nè, cô đi lấy nước nha. Dạ. Một lít nước đúng không? Cho một lít nước vào. Bây giờ chúng ta cho hết thịt bò vào nè. Cho luôn nước kim chi vào. Cái phần nấm đông cô này chúng ta cũng cho vào luôn. Và bây giờ Minh Châu sẽ cho vào đây. Đậy nắp lại. Đậy nắp lại và chúng ta vặn chặt nồi áp suất. Quý vị khán giả sẽ nấu lên trở lại chờ cho nước trong nồi sôi. Và chúng ta canh thời gian từ lúc sôi cho đến lúc được 20 phút thì chúng ta tắt bếp. Như vậy là thịt bò đã bắt đầu mềm và chúng ta có thể tiếp tục nấu. Trời sôi lắm rồi cô ơi, em thấy nó xịt xịt quá trời luôn. Minh Châu giúp cô tắt bếp. Trước khi mà chúng ta mở nắp ra, quý vị khán giả sẽ mở cái phần van an toàn này để cho cái áp suất nó trở lại bình thường rồi chúng ta mới mở nắp. Là vì lúc nãy á, trong quá trình mà chúng ta cho nguyên liệu vào thì Minh Châu và quý vị khán giả cũng lưu ý là chúng ta đã cho vào cái chén nước kim chi. Thì khi cho chén nước kim chi như vậy làm tăng hương vị độc đáo của món ăn. Và ngoài ra còn có một cái nguyên liệu nữa mà không biết nãy Minh Châu có nhớ hay không vậy? Đâu, cô chỉ cho thịt bò đã tẩm ướp vô trong nồi nè, rồi cô cho nấm đông cô. Đúng rồi. Rồi cô cho nước kim chi. Hết rồi. Còn đó là chúng ta sử dụng 5 cái tép tỏi đập dập. Khi mà chúng ta đập dập tép tỏi cho vào như vậy, nấu sẽ làm tăng cái hương vị độc đáo của món ăn lên rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ để nguyên tép tỏi tươi như vậy nè, đập hơi dập một tí xíu thôi cho chung vào trong nồi, giúp cho món ăn được tăng thêm hương vị rất nhiều. Quý vị khán giả sẽ mở nắp ra. Bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên trở lại nè. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho kim chi vào và cho cả cái phần ớt sừng đập dập nè và poireau vào luôn. Chúng ta nấu thêm 5 phút nữa thì canh của chúng ta đã được rồi, chúng ta sẽ tắt bếp.
tô xinh quá trời xinh kìa. Có cả ướp sừng nữa nè. Còn thiếu nấm đông cô. Wow. Bây giờ món ăn đã bày ra rồi, chỉ còn chờ cho Minh Châu thưởng thức và cảm nhận chia sẻ với quý vị khán giả nữa mà thôi. Múc đầy đủ nguyên liệu. Rồi, mời Minh Châu. Em cảm ơn cô ạ. Thịt bò vẫn luôn là thịt bò, không hề mất một cái hương vị gì hết á. Hương cái miếng kim chi gì đâu á, sao mà giòn mà vẫn á, giữ được cái độ cay cay nhẹ nhẹ nè, thơm thơm nè, không hề mất đi một chút hương vị nào hết. Nước canh đậm đà, hương vị rất là thơm ngon. Chính vì sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò nè, kim chi nè, tỏi và nấm đông cô đã làm cho nước canh của chúng ta có một mùi thơm dễ chịu lắm quý vị ạ. Chỉ cần trong bữa cơm gia đình mà có một tô canh kim chi thịt bò thì đảm bảo là những người thân của quý vị dù ở đâu xa cũng phải ngay lập tức chạy về. Quý vị hãy giúp chúng tôi làm cho chương trình ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn bằng cách thường xuyên liên lạc với chương trình qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và một điều nữa lưu ý với quý vị là nếu như mà quý vị bỏ sót bất kỳ một chương trình nào của chúng tôi, hoặc quý vị đang tìm một món ăn nào đó mà không biết tìm ở đâu cả, thì hãy lên trang web monngonmỗingay.com. Chương trình luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của quý vị. Còn bây giờ, cô Dự Thảo, Minh Châu xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại!